Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hội nghị lần thứ 10 năm Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 27. Hải Hậu tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022. Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021. Hưởng ứng tuần lễ không sử dụng hóa chất trừ sâu. Trường tiểu học Hải Lý khánh thành nhà 2 tầng 8 phòng học. Và một số tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Dự hội nghị tại các điểm cầu trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội của trung ương và địa phương. Dự tại 3 điểm cầu của huyện có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng ban cơ quan huyện, các đồng chí bí thư chi bộ các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ đơn vị trực thuộc cùng cán bộ đảng viên ở cơ sở tại các điểm cầu 34 xã thị trấn. Thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, mới đây, hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành kết luận về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Để triển khai thực hiện thật tốt các kết luận và quy định mới này, Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện. Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến phổ biến quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng. Đại hội 13 của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội 13 và những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ngay sau Đại hội 13 của Đảng, có thể thấy nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành nhằm cụ thể hóa tinh thần đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế đã được ban hành, trong đó có nhiều văn bản chỉ đạo trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng chỉnh đốn Đảng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao sự cần thiết phải ban hành quy định mới số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 47 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, bảo đảm đồng bộ thống nhất với các nghị quyết quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, kết luận Trung ương 4 khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Quy định số 37 cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện để thảo luận cho ý kiến về nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là tác động tiêu cực to lớn của dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân. Song Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban thường trực huyện ủy đã đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện mục tiêu kép vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, vừa triển khai quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai quyết liệt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đã thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện, tổ chức lực lượng thường trực Trung tâm Chỉ huy 24/24 giờ, đã xây dựng các kịch bản phương án phòng chống dịch COVID-19 theo các cấp độ dịch bệnh, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong xây dựng nông thôn mới, có 34 trên 34 xã thị trấn đạt và cơ bản đạt nông thôn mới nâng cao, có 12 xã cơ bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu, có trên 50 xóm, đơn vị cấp xóm đạt và duy trì cơ bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu, có trên 1.000 mô hình kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, văn hóa, an ninh trật tự và có 2,27 km tuyến đê kiểu mẫu. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, quốc phòng an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ được tăng cường. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao của tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, công vụ được giao. Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả mà các ngành, các địa phương, nhân dân toàn huyện đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đồng chí bí thư huyện ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, gắn với trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cá nhân thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết kinh tế xã hội năm 2022, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu. Tập trung quán triệt triển khai nghị quyết kinh tế xã hội năm 2022, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu có biện pháp để thực hiện. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Triển khai thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Nâng cao hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy, hệ thống chính trị cấp xã thị trấn, đặc biệt là vai trò tinh thần trách nhiệm, hiệu quả của tổ COVID cộng đồng. Hạn chế các hoạt động đông người, nhất là đám hiếu, đám hỉ, cán bộ đảng viên phải gương mẫu thực hiện. Tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho các đối tượng đảm bảo tiến độ thời gian an toàn. Tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, rà soát các tiêu chí còn khó khăn, điều chỉnh lại các cơ chế khen thưởng hỗ trợ, tập trung vào hỗ trợ xây dựng kiên cố hóa kênh mương qua khu dân cư tập trung, cảnh quan môi trường, nước sạch, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng đầu ra cho sản phẩm OCOP. Tập trung lãnh đạo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, xây dựng kế hoạch thu chi năm 2022, thực hiện tiết kiệm chi trong tình hình khó khăn do dịch bệnh COVID-19, đảm bảo các nhiệm vụ chi, nhất là tập trung đầu tư công và phát triển kinh tế xã hội. Giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án công trình. Chuẩn bị tốt các khâu tuyển chọn thanh niên, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, tổng kết công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thành kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021, tiến hành kiện toàn tổ chức đảng, hệ thống chính trị sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố, đảm bảo ổn định chính trị, hoạt động thông suốt, không để ảnh hưởng tới các phong trào, nhất là xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 12 năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, các xã thị trấn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ cho thanh niên trong độ tuổi. Năm 2022, chỉ tiêu giao quân của huyện nhà là 387 quân nhân và 24 công an nghĩa vụ, tổng là 411. Qua rà soát phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ, đến nay toàn huyện có tổng nguồn 4.955 thanh niên, trong đó tạm miễn tạm hoãn là 601 thanh niên. Khi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, các thanh niên sẽ được khám sức khỏe, khám nội, chuyên khoa ngoại, da liễu, mạch, huyết áp, thể lực và thị lực. Sau đó sẽ được nghe hội đồng khám kết luận điều kiện sức khỏe của bản thân. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Tại trạm y tế xã Hải Vân,
địa điểm khám tuyển của hai xã Hải Vân và Hải Nam vào sáng ngày 2 tháng 12. Nhiều thanh niên đã có mặt từ rất sớm để tham gia khám sức khỏe. Em tên là Nguyễn Ngọc Ân, hiện đang ở xóm 11 ở xã Hải Vân. Hôm nay em nhận được giấy khám nghĩa vụ quân sự, mong muốn sẽ có đủ sức khỏe để có thể đi bộ đội. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện đang có những diễn biến hết sức phức tạp, song xác định nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt của năm 2022. Vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022, các cơ quan đơn vị các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã làm tốt các khâu chuẩn bị phục vụ khám tuyển, trong đó chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình thực hiện khám tuyển, có phương án khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tổ chức cho thanh niên trước khi khám tuyển được tiêm vaccine phòng COVID-19. Năm nay khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Hải Vân với cái tình hình dịch bệnh COVID rất là phức tạp. Nên là đối với xã Hải Vân chúng tôi là coi công tác phòng chống dịch đặt lên hàng đầu. Thì đối với thanh niên của Hải Vân cũng như Hải Nam thì chúng tôi đã quán triệt là khi nên là đều phải mang theo khẩu trang và trước khi đến là phải khử khuẩn. Khi thanh niên đến là đều phải ngồi giãn cách và sẽ đọc tên từng người đến vào phòng khám. Và khi thanh niên trúng tuyển thì chúng tôi tiếp tục có giấy hẹn và tuyên truyền cho các cái đoàn thể cũng như cơ sở xóm động viên thanh niên cũng như là gia đình người thân của thanh niên để có cái tinh thần chuẩn bị để lên đường nhập ngũ. Thì công tác khám tuyển năm 2022 chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Trước ngày khám tuyển, các xã thị trấn đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ, thường xuyên nắm chắc, quản lý tốt công dân trong diện khám tuyển và gọi nhập ngũ, công khai danh sách khám tuyển và gọi nhập ngũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết danh sách điều khám, danh sách miễn tạm hoãn tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã thị trấn nơi khám tuyển, thông báo kịp thời cho số công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự vắng mặt ở địa phương trở về nơi cư trú để khám tuyển và làm các thủ tục cần thiết sẵn sàng nhập ngũ đúng thời gian quy định. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác rà soát, nắm quản lý nguồn sau sơ tuyển, khám tuyển. Sau khi khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương sẽ tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức thâm nhập chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cao, nhanh gọn, an toàn, dân chủ, công khai, đúng luật. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền giáo dục với các biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp không chấp hành hoặc gây cản trở việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển quân năm 2022 của huyện Hải Hậu sẽ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và hoàn thành chỉ tiêu được giao. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí trong thường trực huyện ủy, lãnh đạo công an huyện và đại diện lãnh đạo các xã thị trấn. Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, bám sát chỉ đạo của huyện, lực lượng vũ trang phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương. Trong đó, năm 2021 hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 91 đồng chí thuộc đối tượng 4 là trưởng các ban ngành, đoàn thể, bí thư, trưởng xóm, mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 97 đồng chí thuộc đối tượng 3 tại huyện, hoàn chỉnh hồ sơ xác minh lý lịch cho 85 thí sinh đăng ký dự thi và 20 thí sinh trúng tuyển vào các học viện, nhà trường, quân đội năm 2021 đúng thủ tục nguyên tắc. Chỉ đạo xã Hải Đông tổ chức luyện tập, diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn sát thực tế, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Có 8 xã thị trấn gồm Hải Vân, Hải Nam, Hải Hưng, thị trấn Yên Định, Hải Bắc, Hải Trung, Hải Anh, Hải Minh tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng 7, Cụm Công nghiệp xã Hải Phương,
bảo đảm sát thực tế, hiệu quả cao. Trong năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội và phong trào đền ơn đáp nghĩa, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình cán bộ chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, hải đảo. Thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Thăm hỏi tặng 56 suất quà gia đình cán bộ chiến sĩ nơi biên giới hải đảo. Thăm tặng quà 60 đồng chí trực tiếp tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển với số tiền 30 triệu đồng. Chi trả trợ cấp cho 350 đối tượng chính sách, tặng 14 xe đạp và 16 phần quà, tổng trị giá 42 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương kết quả mà lực lượng vũ trang huyện đạt được trong năm 2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị lực lượng vũ trang huyện tập trung thực hiện các nội dung. 1. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, luật dân quân tự vệ, luật giáo dục quốc phòng an ninh, luật nghĩa vụ quân sự, luật lực lượng dự bị động viên, pháp lệnh về bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự, các nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng, nghị quyết chỉ thị của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022. 2. Quán triệt và thực hiện chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị, luật giáo dục quốc phòng an ninh, duy trì nền nếp hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh huyện và chỉ đạo hoạt động theo đúng quy chế. 3. Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự theo Nghị định số 02 năm 2019, Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng theo Nghị định số 01 năm 2019 của Chính phủ, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. 4. Thường xuyên xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện kết hợp với hội thi mô hình học cụ, giáo án huấn luyện, chỉ đạo xã Hải Xuân tổ chức huấn luyện trước để các đơn vị tham quan rút kinh nghiệm, hoàn thành chương trình nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021. Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, đúng 9 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện đã công bố quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xóm 7 xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu. Đồng chí Phạm Vinh Dự, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trao quyết định số 358 ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu về việc dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xóm 7 xã Hải Phúc. Sau 14 ngày kể từ ngày có ca bệnh cuối cùng, khu dân cư thuộc xóm 7 xã Hải Phúc không phát sinh thêm ca bệnh COVID-19. Người dân khu dân cư thuộc xóm 7 xã Hải Phúc đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đúng các khuyến cáo 5K và không ra khỏi nhà. Công tác thực hiện cách ly ở đây đã diễn ra an toàn và nghiêm túc do sự chỉ đạo quyết liệt, sự giám sát chặt chẽ của các cấp và đặc biệt là sự đồng thuận chấp hành của người dân trong khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tuần lễ không sử dụng hóa chất trừ sâu với thông điệp hãy bảo vệ con em chúng ta khỏi các hóa chất trừ sâu độc hại. Chủ đề năm nay là nông nghiệp sinh thái vì tương lai con em chúng ta. Sáng ngày 5 tháng 12, Hội Phụ nữ xã Hải Cường phối hợp cùng Trường Trung học Cơ sở Hải Cường đã tổ chức các hoạt động đạp xe, vẽ tranh, hưởng ứng tuần lễ không sử dụng hóa chất trừ sâu. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tuần lễ không sử dụng hóa chất trừ sâu với thông điệp hãy bảo vệ con em chúng ta khỏi các hóa chất trừ sâu độc hại. Chủ đề của năm nay là nông nghiệp sinh thái vì tương lai con em chúng ta. Sáng ngày 5 tháng 12, Hội Phụ nữ xã Hải Cường phối hợp cùng Trường Trung học Cơ sở Hải Cường tổ chức các hoạt động đạp xe, vẽ tranh hưởng ứng tuần lễ không sử dụng hóa chất trừ sâu.
hôm nay được tham gia cái chương trình về tuyên truyền về tuần lễ không sử dụng hóa chất trừ sâu. Bản thân tôi cảm thấy là rất là ý nghĩa khi mà được tuyên truyền rộng hơn cho bà con được hiểu biết về không sự độc hại của hóa chất trừ sâu và tuyên truyền cho bà con được không sử dụng hóa chất trừ sâu. Nhà tôi cũng đã phân loại xử lý rác thải hữu cơ, thì chúng tôi, gia đình chúng tôi đã xử lý cái phân loại rác thải hữu cơ làm cái nguồn phân bón hữu cơ để bón cho cây trồng. Gia đình tôi đã tuyên truyền được cho rất là nhiều những hộ dân, hầu như là đến 90, hơn 90% hộ dân là đều ở thôn xóm của chúng tôi đã hưởng ứng và thực hiện. Chiến dịch hàng năm tuần lễ không hóa chất trừ sâu được bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 năm 2014 để tưởng nhớ hàng nghìn người đã chết và hàng chục nghìn người vẫn đang và sẽ còn chịu hậu quả của thảm họa Bhopal, Ấn Độ. Trẻ em ở các vùng nông thôn bị phơi nhiễm với các loại hóa chất trừ sâu ở trong nhà, xung quanh đồng ruộng, trường học và qua thức ăn, nước uống, không khí các em hít thở. Điều đó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sự phát triển trí tuệ và hành vi của trẻ. Nông nghiệp sinh thái là một phương pháp tiếp cận về mặt xã hội hướng tới nông nghiệp bền vững và giúp bảo vệ con em chúng ta khỏi việc phơi nhiễm với các loại hóa chất trừ sâu độc hại. Em cảm thấy rất vui vì ngày em hoạt động ngày hôm nay, em và nhận biết được tác hại của thuốc trừ sâu với môi trường xung quanh. Em sẽ tuyên truyền với gia đình mình về tác hại của thuốc trừ sâu đối với môi trường và sẽ không chung tay bảo vệ cuộc sống xung quanh ta, xung quanh sạch đẹp an toàn. Ngoài các hoạt động trực tiếp với cộng đồng, các hoạt động truyền thông đại chúng qua loa phát thanh và áp phích băng rôn cũng được thực hiện trong tuần lễ không sử dụng hóa chất trừ sâu diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021 trên địa bàn huyện Hải Hậu. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 11, tại trường tiểu học Hải Lý, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng các thành viên đi cùng đoàn. Về phía huyện có đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, lãnh đạo xã Hải Lý cùng toàn thể các thầy cô giáo trường tiểu học xã Hải Lý đã có mặt để dự lễ cắt băng khánh thành nhà 2 tầng, 8 phòng học. Công trình trường học do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ cho nhân dân xã Hải Lý nói chung, cô và trò trường tiểu học xã Hải Lý nói riêng, gồm dự án nhà 2 tầng, quy mô hiện đại với 8 phòng học, 2 phòng giáo viên với đầy đủ trang thiết bị nội thất, công trình phụ trợ nhà vệ sinh xây mới với 2 khu vệ sinh nam nữ riêng biệt và các hạng mục phụ trợ ngoài nhà. Thời gian thi công, ngày bắt đầu 24 tháng 9 năm 2019 đến ngày hoàn thành mùng 5 tháng 7 năm 2021. Dự án đã được hoàn thành 100% khối lượng với tổng giá trị không bao gồm thuế VAT là 502.725,57 USD. Tại buổi lễ đã cắt băng khánh thành, đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện gửi lời cảm ơn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Đây không chỉ là việc đánh dấu sự hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng các phòng học, là niềm mơ ước, là niềm vui phấn khởi, là món quà ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người dân cùng các thầy cô giáo, các em học sinh tiểu học xã Hải Lý. Đồng thời, công trình đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, hỗ trợ tích cực của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Đại sứ quán Hoa Kỳ với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Việt Nam, là tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam Hoa Kỳ. Những bản tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.